Double G. Ngày đầu tiên quay cho series ở cùng bạn thân. Khách của ngày hôm nay oanh đã tăng một độ cận. Từ bao nhiêu? Từ 4 độ lên 5 độ. Tana. This is her new glasses. Here. Các bạn có thể thấy được cái độ phân giải đấy. Kinh hoàng không? Kinh hoàng không? Đấy. Thậm chí nó còn rất dày nhá. Mọi người có thể thấy được cái độ dày của kính. Ôi mà ơi. Chú cho mà ơi. Đèo gì mà dây cứ như là cái nắp bôn câu vời. Anh đeo hai cái nắp bồn cầu lên mặt. Chiếc ảnh về selfie xinh xắn à? Đây, đây. Đấy, ui nụ cười không hề giả chân lúc cắt. Đây là chị em sinh đôi khác nữa này. Cũng không phải là tớ. Đây là con nào tớ cũng không biết. Đâu nhỉ? Đây cũng là không phải là tớ. Ôi đáng sợ quá cậu ơi, thật sự đáng sợ. Makeup của con gái, úi rồi ôi, úi rồi ôi. Thật ra nhá, bên ngoài của mình cũng không ấy lắm đâu, cũng không tệ lắm đâu cậu ạ nhá. Nhưng mà nhưng mà trên trong cam nó tệ. Đâu nữa nhỉ? Đâu rồi? Đây nhá, trước và sau phẫu thuật nhá. trước khi phẫu thuật. Hết. Và sau sau khi phẫu thuật, ôi rồi ôi cái mắt không biết mất bao nhiêu tiền để dán mắt cho nó không đấy, đang định gọi là lập một cái Instagram tên là Last Cat cho con này, nhưng mà nó quá nhiều khoảnh khắc chơi đồ á mọi người. Ôi nhìn mắt nó nghe sợ đấy. Giải kẹo dừa ngày 22 tháng 10, hôm nay là 22 tháng 10 và đây là bản tin của chúng tôi. Chiếc kẹo dừa thế kỷ ba thế kỷ của Phạm Hữu Anh. Cái giải kẹo dừa mà tớ tưởng tượng ấy là nó dạng nhiều cái sinh gum hay cái kẹo cao su gì đó á. Đó, dài dài mà kiểu ăn thành lát kiểu được trong mồm á. Dài á. Nhưng không mọi người ạ, trời ơi. Nhìn này. Nó dày, thực sự dày á, trời ơi. Rồi thế này làm sao mà ăn? Rồi làm sao mà nhai? Mọi người có tin ở đây kẹo dừa không ạ? Đây ạ, à. Ôi da đau quá, má là đau quá. Nào đập vào nhau, đập vào đây. Đúng mà nó cứng như đá mọi người ạ. Này, cứng như đá. Này, ăn thế nào được cái giải này. Ăn một cái miếng mà bình thường kẹo dừa mọi người thấy là một cái miếng bé bé như này thôi là đã gãy con mẹ nó cả răng rồi nhá. Là nguyên móng, nguyên một hàm rồi. Mà còn cái thanh này thì ăn đến bao giờ? À, ăn đến bao giờ? Và là... con Oanh đặt tên cho nó là kẹo gì? Kẹo dừa 3 thế kỷ. Đấy, kẹo dừa 3 thế kỷ. Các bạn nếu muốn ăn hết cái thanh kẹo dừa này phải mất 3 thế kỷ nhá. Cả buổi chiều hôm nay tớ ngồi tớ nhai đúng một thanh rồi nhá. Ôi, mà nó còn ngọt chứ. Ừ, nó ngọt. Ôi, có tin được không? Ồ sao lại còn cả một túi chứ có phải là hai cái đâu. Tao ra mà lắm thế. Một túi thì nó có 5 cái, hôm nay tao nhai một cái, tao cho đồng nghiệp một cái. Ôi tao ra lắm thế. Ôi ăn thế nào được hả? Trời ơi. Nhưng mà thực sự là cái kẹo dừa này rất chất lượng. Cái gì các bạn biết không? Bên trong nó có dừa thật. Yeah. Ở trong nó có dừa thật sự luôn á. À nó phết. Cắn ra. Từ từ dính cái này răng này. Đừng giật như thế mày, nghiến một cái thôi. Không nhưng mà bây giờ mày muốn tao cắn răng cửa hay là răng hàm? Răng nào cũng được. Răng cửa tao yếu lắm. Ừ, thế mà cắn răng hàm ấy. Cắn phực một cái xuống luôn mà, sao nó có đâu như cái kẹo dừa kia đâu đó. Không nhưng nó dính quá. Ừ, nó dính mà. Ôi à, hay dính nhẹ răng đâu à. Thế tao mới bỏ là nó ăn như kiểu kẹo mạch nha á mày. Không ngọt lắm mà, không bị ngọt lắm đâu. Không bị ngọt quá như kẹo dừa đâu. Và nó có dừa trong thật, nhai nó cũng rất là giòn. Và review rất là thật. Xong rồi hôm nay nó lại đọc cho tớ một bài về ăn đường nhiều không tốt cho sức khỏe. Nó đưa cho tớ cái kẹo dừa này. Sau đó bảo tớ chỉ được ăn nốt cái này nữa thôi. Sau đó không được ăn đường nữa. Nó đưa cho tớ cái kẹo dài thòng lòng này, toàn đường là đường này. Xong nó bảo, nó đọc nguyên một bài văn là đường vào trong máu sẽ hút hết tất cả magie với cả magie với cả magie, ok, các loại chất này kia các thứ của cơ thể, làm cho cơ thể bị loãng xương, xong rồi yếu ớt.
Dạ vâng, để highlight của ngày hôm nay xin giới thiệu mọi người, đây là hộp cơm mới của Hà Chi Nhi của chúng tôi, và đây là nồi cơm. Quên cậu ấn nút của chiếc bàn của tôi. Dạ vâng ạ. Bây giờ mình có cảm giác tôi được ấn nút nồi cơm. Em thề là em ấn nút rồi nè. Đây, xin giới thiệu với mọi người. Miễn trình bày nhá, đéo chưa ấn nút là chưa ấn nút nhá. Thì là tớ ra này đi làm, tớ phát hiện ra cái chỗ làm mới của tớ nó không có đồ ăn ngon. Thế là tớ đã phải đi mua một cái hộp cơm. Yep. Đây, cái túi của nó rất là xinh xắn. Trời, nó xinh mà. Trời ơi, tớ rất thích những thứ gì gọn gàng thế này. Ok bạn. Cùng là cơm nó chín chín. Ôi dạ, cái gì đây? Men xịt, đây cái hộp đây. Đây cái hộp đây. Đấy. Ôi em xin giới thiệu với quý vị các bạn. Highlight thực ra là của ngày hôm qua, nhưng hôm nay bạn Hà Dinh như tôi đã chụp lại cho tôi. Dạ vâng. Bạn Hà Dinh như tôi đã nhét cái hộp cơm của đồng nghiệp vào trong nồi vi sóng, sau đó là nó thủng một lỗ bập bùng như thế này. Nó cháy ở trong nồi vi sóng. Với một ý muốn rất lương thiện, đây là hầm cơm hộ, nhưng mà lại ngu ngục. Chết tôi. Cái nồi này là nồi, nồi này là nồi điện, có thể cắm điện là được để sôi được. Thế cho nên là khi nó đút vào lò vi sóng là nó bị cháy. Và đấy, hôm nay tớ đã nhìn kỹ cái việc là có thể đục xuyên lỗ, mà ông anh vẫn mang cái hộp này đi để đựng cơm. Thế là cái lõi bên trong vẫn đéo làm sao đúng không? Nó chỉ cháy. Xong là hôm nay lúc trước khi tớ xuống ăn cơm thì anh ấy đi sau tớ, thì anh ấy bảo tớ là này không cần hâm cơm của anh đâu nhá. Anh sợ lắm rồi. Tha. Tha. Đây là talk show, bởi vì bọn tớ đang ngồi ăn tôm với nhau. Ăn hết rồi. Tớ ăn hết rồi, bọn tớ thì vẫn chưa ăn xong nên là đang talk show với nhau kiểu chuyện ngày xưa chó cắn các kiểu. Mày có biết tao bị sẹo cằm không? Hả? Đúng vậy à? À ơ, ra giờ như thế. Không, tức là cái sẹo của tao nó lại thế, đéo là chuẩn bị lại lấp đi cơ. Không một ai nhìn thấy cái sẹo này của tao cả. Không ai biết là sao. Không một ai biết tao có sẹo ở đây. Bởi vì lúc nào nó cũng ở dưới này này, tao nhìn thấy, nhưng thực sự ở trong nó cũng khá ghê mà. Tao không 12 mũi ấy. Biết vì sao không? Tôi nhảy dây. Nhưng mà nếu mà nhảy dây kiểu bay lấy dây đó à? Không, bọn tao chơi cái trò rất mất dạy, cái đấy là răng chơi ngang ra như thế này, răng ngang ra này thẳng đuột, xong là cứ kiểu thi nhau xem là có nhảy qua được đấy không ấy. Thế là cứ nâng dần lên à. Xong rồi tao băng qua, và thế là tao mắc chân vào cái dây đấy, tao qua được hết người vào những cái chân đó. Thế mày bập con mẹ cầm xuống. Thế là tao tập cùng bốp một nhát cầm nó xuống đường luôn ấy. Xuống cái mặt đường bê tông luôn ấy. Đúng lúc đấy thì cái bác tao sang chơi ấy. Sang nhà bác đi chơi, xong tao rủ con bạn đối với hàng xóm nhà bác đấy, xong nhảy dây cho nhau. Và đéo đợi làm sao có mình tao bị ạ. Đến lượt tao nhảy thì tao bị. Không, tao đập một phát xuống. Đúng lúc bác ấy đi chợ về, xong ôi dồi ôi, tao đúng kiểu tao nhìn này, xong tao quay ra nhìn thấy chân của bác. Tao đi đến chỗ tao. Xong tao cảm giác kiểu trời đất quay cuồng. Em quay cuồng cho mơ. Ôi lúc đấy tao kiểu choáng váng ấy. Rồi tao ngay lập tức được đưa vào cái phòng khám nha khoa. Chính là mẹ của cái đứa mà bày ra cái trò này. Ngay lập tức đưa vào cái phòng khám nha khoa đấy. Thế là nó tạo khách hàng cho mẹ nó. Và không 12 mũi, bác đến ngay lập tức gọi cấp tốc bố mẹ tao đến. Và trung thu đấy tao ăn với một miếng băng ở dưới. Trung thu đấy tao chơi ở trường với một miếng băng ở dưới này. Sau khi đúng bạn đang nhảy chơi đùa vui vẻ trên sân khấu thì tao băng. Và tao ngồi cầm cái biển lớn như thế này. Đéo ai cho mày chạy nhảy gì nữa. Nó có thể loại đúng như thế, kiểu như là tao chạy thôi, không phải tao va vào cặp con nào, xong tao đập con mẹ đầu xuống mà. Xong lúc đấy thì mẹ tao chồng vào tối con mẹ sầm mắt lại không thở được đúng không. Xong thì mẹ tao mở mắt ra thì thấy, thì mẹ đúng như cái cảnh ở trong phim vậy, tất cả các bạn chui ra, người đang chui đầu mà thì mẹ mọi người đang gì bị thế mới bảo là nhòm xuống dưới tao. Phim nha, nhiều cái đoạn rất chân thực. Chân thực quá luôn đấy, những cái đoạn đấy ui sợ thật sự luôn đấy. Ừ, thì mẹ tao kiểu cảm giác tao bắt đầu thăng tiến. Rất nhiều giây phút rồi rơi rồi vậy. Mày biết chơi đen đồ không? Chưa, không biết. Chơi kiểu gì? Không chơi đen đồ. Cái mà đồ ấy, đang chạy đang đổi nhau xong đồ lại đây thì sẽ xong là đứng bất động đấy. Đứng bất động đấy. Có. Thế xong rồi có một lúc mà tao đang chạy đồ, xong rồi con kia nó đuổi tao vãi lò, xong tao chạy vãi lò, xong tao cứ quay vào, xong tao cười. Chơi đen đồ muốn cười mà. Những cái kiểu cười của mày em bố. Nhưng tao muốn cười, tao cười luôn. Cười rất hả hê, tao cười hê. Tao quay lại cái cây được chứ tụt phần mẹ nó phát vào. Ôi nó đau, thật sự đau ấy. Đúng cái kiểu quay bụp vào đúng cái cây luôn mà. Ôi ôi sưng, chán. Đi mẹ tao bật ngửa ra xong. À không phải bé đâu, lớn rồi cũng bị cái trò đấy. Mẹ là ra nhiều. Vẫn còn ngu ngục như thế. Năm nhất, tao với con trẻ đi bộ từ Royal City về cái nhà trọ cũ của tao ở Nguyễn Thị Định. Khoảng tầm hơn 3 cây.
Chứ vì đường tắc quá không gọi được cái xe gì cả. Thôi xong bảo là cố lên, nếu mà về nhà trước 12 giờ mình sẽ gọi gà để ăn. Thế là hôm đấy gọi gà ăn tật đúng không? Ừ. Xong tao kiểu không được, nếu cứ tiếp tục cái tốc độ này không thể nào về nhà kịp trước 12 giờ được. Và chạy thôi. Tao vừa chạy đúng 3 bước tao vấp mẹ vào cái dây. Có một cái dây chắc ngang như này mà nó xì. Trời tối tao không nhìn thấy cái gì cả. Tao vấp mẹ nó cái dây tao bật ngửa đằng sau luôn. Và rất là trộm vía là rất may là đầu đập vào chân con chè. Chứ đéo phải đập xuống đất nhá. Nếu không có lấy chân thương sọ não mẹ nữa rồi. Nó rất ngu ngốc ở cái chỗ là đi bộ mãi đéo sai nhưng cứ chạy mãi luôn là cứ chạy vừa chạy đúng 3 bước và bập phục mất. Xong con chạy kiểu hoảng hốt luôn, tự nhiên con bạn mình đang chạy lên ngang cửa tao vào chân mình. Cái quả tao đi học tiếng Anh các bạn, xong rồi tao đang tao vừa mới nhìn cái điện thoại xem giờ phát tao dép tao trượt phát tao ngã về xuống. Quả đấy xấu hổ với luôn, xấu hổ với luôn. Thôi anh lại còn đi đằng trước mình, xong mình đi đằng sau mình đéo biết làm gì cả, mình kiểu nhiều quá khan cái tiếng. Cuộc sống thường nhật của chúng tớ sẽ như thế đấy, mọi người ạ. Rất nhiều tiếng cười và cũng rất nhiều tiếng chửi nhau. Đây, đây là Oanh, chủ của quán nail. Oanh nail và nhìn hãy nhìn bộ móng của cô ấy. Look at my nails. So beautiful honey. Đây, tớ đang định nhờ Oanh là sơn cho tớ cái quả màu tím này. Yeah. Mặc dù tớ biết là nó sẽ chìm tông tay xuống nhưng mà thôi không sao vì nó gọi là màu tím sữa mọi người ạ. Tím sữa. Đó, và đây là tất cả đồ nghề của cô ấy. Vâng, phía bên đồ này. Đồ nghề này là được một người bạn cho hoàn toàn. Đó. Mình không mua một cái gì cho. Bây giờ tớ sẽ đặt bàn tay xấu xí của tớ lên đây để sơn móng tay. Okay, first of all chúng ta phải sơn base trước. Yeah. Thực sự giới thiệu mọi người là hồi nãy tớ đã dùng cái dán móng. Đây, chính là cái này này. Nhưng sau cùng nó fail quá. Thực nó sự không fail. Fit được với cái móng của Hà. Đó. Là thua hay dẹp. Ô, cái này mùi ghê đấy. Mùi ghê mà. Cái này cũng không phải là kiểu xịn lắm á. Và kèm tương nhiên là kèm với nó là sự miệng hóa học. Nên là thứ 7 Hà thích đi Thì không sao đâu, chưa chạm. Dạ, chưa sao. Chưa. Nhạc lên là Hà quẩy. Muốn quẩy lắm nhưng mà có được quẩy đâu, có được đi ba đâu. À chích vậy ta. Thân gái dặm trường chưa được đi ba bao giờ. Bắp còn chưa được đi nữa là. Mẹ này, tao nói thật nhá, cái câu thân gái dặm trường nhá là do là cho những cô gái quá chơi bời nhá mày nhá. Là dặm trường nhá lại không được chơi bời. Này dặm trường dở mà. Dặm sân trường. Đấy, thấy chưa? Sổi ôi, hiện đại chưa? 10 phút bắt đầu. 10 phút á? Để 10 phút cơ á? Dã man vậy. Tao sẽ bắt đầu. Hẹn gặp lại mọi người sau. Trong 10 phút.